Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất dày màu. Nam nghe một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chương trình tụng nguyện tội như lai người nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 410. Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân. Quyển 3. Phẩm 4. Dụ Quán Đảnh. Này thì Nam, với như đại vương xét lợi làm lễ quán đảnh. Việc giữ gìn pháp chính yếu đều được đầy đủ. Về sau cùng với tiểu nữ ở trong cung cùng giao tiếp vui chơi năm dục, tự ý buông lung, không kiềm chế sáu căn, phóng túng, ham thích, hoang lạc. Đó gọi là luân thứ sáu của đại vương sắc lợi quán đảnh. Các oán thù bên ngoài thể đều hàng phục, tăng trưởng lợi ích trên đất nước, đời sống lâu dài. Này thiện nam, Như Lai Thế Tôn và Đại Bồ Tát cùng chúng thanh văn, tôi bảo vệ nhập vững chắc không còn lo sợ. Bây giờ Như Lai vào thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến thiền thứ tư, hội nhập vào không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, đời nhập vào tam muội hành xứ của chư Phật. Lúc này Như Lai nhập vào tam muội rồi, do lượng ức triệu chúng trời đồng giả soát cả thất ba Atula Kalola khẩn Na La Ma Hầu La Già nhân phi nhân, ngạ quỷ tỳ xá xà phố đương na ca ra phố đương na, tâm độc ác, ác độc xấu xa, ý ngang ngược không thương yêu, đối với các chúng sinh không khởi tâm từ bi, cho rằng không có đời sau. Nhưng họ nhìn thấy ta hội nhập vào tất cả tam muội hành xứ của Phật, nên được niềm vui thù thắng. Đối với tam bảo đạt được sẽ phát khởi mạnh mẽ, khiến họ ưa thích vui vẻ, tôn trọng, cung kính, được điều chưa từng có. Xe lìa tất cả tâm thành sám hối, tất cả tội lỗi. Đối với tất cả các loài có vô lượng vô số nghiệp chướng ngăn cản, dài phiền não làm chướng ngại đạo pháp, chỉ một thoáng đều được diệt sạch hết. Công đức trí tuệ đầy đủ, quay lưng xa lìa sinh tử hướng đến Niết Bàn. Tất cả đều hộ trì pháp của Phật, đó là chuyển pháp luân lần thứ sáu của Như Lai. Như Lai thành tựu chuyển pháp luân như vậy nên đạt được thiền định tâm của giải thoát, đoạn trừ các phiền não của chúng sinh, dùng trí tuệ này diệt trừ các sự trói buộc, đạt đến an ổn, không còn lo sợ. Đại tiên cao thắng chuyển phạm pháp luân, sa môn bà la môn ma phạm đều không thể chuyển được. Tất cả oán thù phiền não của ngoại đạo đều được hàng phục. Ở trong bốn chúng gầm lên tiếng gầm của sư tử. Này thì nam, với như đại vương sắc lợi quán đảnh, tất cả những nơi đồng vắng, núi đồi, khe hang, ao đầm suối ruộng vườn, cây cối sóng làng, thành thị đất nước của mình. Bốn loại quân binh quán xem khắp cõi nước. Ở trong dân gian nơi nào có sản nghiệp, những nơi ấy có nhiều kiên ngờ lo sợ. Trong các quân địch gây tai hại thì đại vương sắc lợi tùy nơi chốn khuyên mọi người đều lòng lòng phòng hộ các thứ giặc quán địch, giữ gìn toàn bộ đất nước mình, khiến được an lành. Đó là luân thứ bảy của đại vương sắc lợi quán đảnh. Các oán thù ngoại đạo đều được hàng phục, tăng trưởng lợi ích cho đất nước mình, mạng sống lâu dài. Này thì nam, Như Lai Thế Tôn giáo hóa khai thị Phật nhãn cho chúng sinh. Tâm tham muốn biết đúng như thật là tâm tham muốn. Tâm giận dữ biết đúng như thật là tâm giận dữ. Tâm ngu si biết đúng như thật là tâm ngu si. Còn biết chúng sinh vì các phiền não bị các thứ bệnh tật, tùy theo việc làm của họ mà biết đúng như thật. Như Lai đều ở trong những chỗ như vậy, dùng phương tiện tinh tấn uy lực tùy theo căn tánh của từng loại chúng sinh và dùng thuốc thiền định để diệt trừ các phiền não. Nếu có chúng sinh nhiều tham ái, dùng pháp bất tịnh để giáo hóa. Nếu có chúng sinh có thể nhờ nó bốn phạm đường, bốn tâm vô lượng để giáo hóa, khi tu tập theo bốn tâm vô lượng. Nó có chúng sinh nhiều ngu si thì giáo hóa cho họ quán xét và nhân duyên. Nó có chúng sinh cần tu tập pháp sở tức thì dạy họ cho họ. Nó có chúng sinh phải tu tập ba môn giải thoát thì giáo hóa cho họ. Nó có chúng sinh cần tu thiền định thì dạy cho họ. Nó có chúng sinh cần tu định vô sắc thì giáo hóa cho họ. Cho đến phải dùng tâm mũi thủ năng nghiêm để diệt trừ các bệnh phiền não cho chúng sinh. Cùng giáo hóa cho họ tu tập tâm mũi thủ lăng nghiêm. Vì sao? Vì không làm cho chúng sinh rơi vào bốn thứ mai, khiến họ đạt tự tại, từ bỏ cõi trời và người, cũng lại không khiến tất cả chúng sinh nhập vào các đường ác để từ bỏ chúng tánh tam bảo. Này thì nam, Như Lai có khả năng biết tất cả chốn đến, đó gọi là chuyện pháp luân lần thứ bảy của Như Lai. Như Lai thành tựu pháp luân này đã đến quả vị an ổn, không còn lo sợ đại tiên cao thắng có thể chuyển pháp luân. Còn tất cả sa môn bà la môn và các ma phạm không thể chuyển được, hết thảy mọi oán thù, các ngoại đạo khác đều được hàng phục.
Ở trong bốn chúng cầm lên tiếng gầm của sư tử. Này thì nam, với như đại vương xét lời quán đảnh về các chúng sinh nhớ được dòng họ kiếp trước, cho sinh ra lúc còn nhỏ vui đùa tắm rửa, nằm ngửa bú sữa, giàu cao kế nghịch ngợm, xoa bóp tay chân cho đến đùa giỡn trên bụi đất đều có người chăm sóc, học tập vô số kỹ thuật để đến nước khác. Sớm tối là ở chỗ, tại chỗ ở cung kính hậu cận vua cho các đại thần. Làm thái tử cho đến nay được lên vương vị, làm đại vương tự hưởng các thuốc vui tự tại không chướng ngại. Bây giờ các phương bốn hướng trên dưới có âm thanh lớn nói kệ tán thán phát nguyện, thường dùng chánh pháp trị nước, không nào hại chúng sinh, hộ trị đất nước, nên gọi là luân thứ tám của đại vương sát lợi quán đảnh. Đã thành tựu như vậy rồi, lúc ấy đại vương sát lợi quán đảnh có năng lực khiến tất cả các oán địch ngoại đạo đều hàng phục, tự giữ gìn mạng sống, khiến được tăng trưởng. Như vậy này thì nam, Như Lai Thế Tôn ở trong đại chúng quán thấy nhân duyên nơi đời sống kiếp trước đã sinh một lần, hai lần, ba lần cho đến vô lượng trăm ngàn ức lần sinh, nhớ số kiếp thành kiếp hoại cho đến vô lượng ức kiếp, tất cả kiếp thành hoại ta đã sinh ở đó, dòng họ như vậy, tên tuổi như vậy, cho sinh ra như vậy, ăn năn ăn như vậy, lãnh thọ như vậy, khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, an trú như vậy, mạng sống không giới hạn như vậy, ở nơi kia sinh đến chỗ này, là chết ở chỗ này, sinh nơi chỗ kia, có thể biết hình tướng đó ở khắp nơi, phân biệt bao nhiêu loại nguồn gốc đời sống và việc làm nơi đời trước. Đó là chuyện pháp luân lần thứ tám của Như Lai. Như Lai đã thành tựu pháp luân như vậy, được an ổn không còn lo sợ. Đại tiên tối thắng chỉ pháp luân, con Sa Môn Bà La Môn, tất cả ma phạm không thể chuyển, tất cả oán địch ngoại đạo đều được hàng phục, ở trong bốn chúng có năng lực gầm lên tiếng gầm của sư tử. Này thì nam, với như đại vương xét lời quán đảnh, dân chúng trong cõi nước ấy đều biết được nguồn gốc, dòng họ và con quyến thuộc đều tráng kiện, đầy đủ kỹ thuật, biết được các sự việc nghèo cùng, giàu có, đoan chánh, xấu xí của họ, cho đến khi chết hoặc vì nghiệp của mình mà chết, hoặc bị hình phạt của pháp vương giết chết, hoặc bị tàn sát lẫn nhau mà chết yểu, hoặc vì roi gậy trói nhốt trong tù, hoặc vì binh đao chiến đấu, hoặc vì tài vật, hoặc vì tham dục, hoặc vì sân hận, hoặc vì đói khát, hoặc vì tai họa của mình, hoặc vì già mà chết, hoặc vì trung niên, hoặc vì thơ ấu, hoặc tạo nghiệp thiện, hoặc làm việc ác, tất cả sự chết đều được quán sát biết rõ nguồn gốc nhân duyên. Suy nghĩ như vậy, đã có chúng sinh tự tạo nhân duyên lành, là muốn sinh lên cõi trời, hoặc có chúng sinh thực hành nhân duyên ác, hướng về địa ngục. Tư duy như vậy, tu tập về thân làm lành, miệng về miệng làm lành, và ý làm lành, ta thường dùng phương tiện giáo hóa, thực hành bố thí, làm cho điều phục tùy thuận hạnh này, thì lúc mạng chung sẽ sinh lên cõi trời, thường ở cõi lành, xa lìa đường ác. Như vậy, đại vương xác lợi quán đảnh siêng năng tu tập tất cả các nghiệp lành ở thân miệng ý, thực hành bố thí hoàn toàn về ăn uống, y áo, do ngựa, xe cộ để đi, đồ nằm, thuốc thang đủ các loại cần dùng cho đến cung cấp nô tỳ cho người hậu cận. Xa bỏ đầu mắt tay chân, không liên tiếp thân mạng, không còn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thô ác, nói hai lưỡi, nói lời theo dệt, tham lam, sân hận, tà kiến. Như vậy, đại vương xác lợi quán đảnh có 10 điều là giữ gìn hoàn toàn được, nên được danh tiếng, tài sản, sự nghiệp, thân tướng tráng kiện, được nhiều quyến thuộc, ít bệnh, ít khổ não, được các trí của bậc thánh, ở đến cõi thiện đều được cung cấp cúng dường thân cận, tiếng khen vang khắp 10 phương, tất cả đều được đều đọc kệ tán thán, chư thiên thần lớn đều đến hộ vệ, sau khi chết được sinh lên cõi trời. Đó gọi là luân thứ chín của đại vương xác lợi quán đảnh. Đã thành tựu luân như vậy rồi, tăng trưởng cõi nước, mạng sống kéo dài. Như vậy này thì nam, Như Lai Thế Tôn, với các chúng sinh biết được sự chết của người khác, biết đúng như thật về chết đây sinh kia, nếu có chúng sinh gây tạo nghiệp bất thiện về thân, nghiệp bất thiện về miệng, nghiệp bất thiện về ý, phỉ báng bậc hiền thánh, thấy biết điên đạo sai lầm về nghiệp nhân duyên ấy, thấy biết sai lầm này, nó sau khi mạng chúng rơi vào được ác, sinh trong địa ngục hoặc sinh vào loài súc sinh ngạ quỷ. Nếu có chúng sinh thành tựu nghiệp thiện về thân, nghiệp thiện về miệng, nghiệp thiện về ý, không phải bán bậc hiền thánh, đầy đủ thấy biết chân chánh, vì thành tựu nghiệp nhân duyên thấy biết chân chánh này, mà sau khi chết được sinh vào đường lành, làm nơi cõi trời, sinh lên cõi trời rồi, hoặc sinh trong loài người, giết trừ các phiền não trái buộc. Như vậy, Như Lai khi biết các nhân duyên và nghiệp của chúng sinh,
Như Lai ở nơi chúng sinh có thể phát tâm đại từ, đại bi, thương siêng năng, tinh tấn, thể hiện ba loại thần thông, có thể làm cho chúng sinh an trú ở thế gian và phát lòng tin những gì là ba. Một là thần thông, hai là thuyết pháp, ba là biết tâm người khác. Vì ba loại thần thông này khiến cho chúng sinh an ổn ở thế gian, phát khởi tin tưởng pháp xuất thế gian, biết tất cả cõi, tất cả pháp hữu vi, tất cả việc thọ sinh để được giải thoát. Đó là chuyện pháp luân lần thứ 9 của Như Lai. Như Lai đã thành tựu pháp luân như vậy, được an ổn không còn lo sợ. Đại thiên túc thắng có thể chuyển pháp luân, còn tất cả sa môn, bà la môn và các ma phạm không thể chuyển được. Hồi phục tất cả ngoại đạo ấn định ở trong chúng, gầm lên tiếng gầm của sư tử. Này thị nam, đại vương xác lợi quán định ở trong bốn cõi thiên hạ. Vì tất cả chúng sinh bị bệnh khổ não mà từ bỏ vương vị, dùng đủ loại nước hương để tắm rửa, gội đầu, mặc áo sạch mới, ngồi ngay thẳng tư duy nhằm diệt trừ tất cả bệnh khổ não cho tất chúng sinh, khiến họ được giải thoát. Đại vương xác lợi quán đảnh này dùng các thứ hoa hương anh lạc và các thứ âm nhạc tất cả hàng trời đồng. Dạ xoa cả thất bà Atula Kalola Khẩn Na La Mau La Già đều cúng dường đồng thanh nói: đại vương xác lợi quán đảnh này có nhiều công đức nên làm chuyện luân vương thống lãnh bốn châu thiên hạ. Chúng ta nên đề cử vị vua này để thay đổi pháp xử trị đất nước. Bây giờ tất cả thiên đế cho đến Mau La Già cũng nói như vậy, nên đề cử vị vua này làm vua trong bốn châu thiên hạ. Lúc ấy đại vương xác lợi đầy đủ bảy báu, thống lãnh bốn châu thiên hạ làm chuyển luân vương. Có ngàn người con đều tráng kiện, tướng mạo đoan nghiêm, có thể hàng phục oán địch ngoại đạo xuyên qua bốn biển, làm ăn ổn cho mọi người hoàn toàn, không có hình phạt để giao gậy làm hại, đúng như pháp mà thực hành để giảng dạy, tất cả đều lãnh thọ. Này thị nam, đó là đại luân thứ 10 của vị chuyển luân thánh vương. Nhờ năng lực này nên vua chuyển luân thánh vương đều khiến cho bốn châu thiên hạ và 84.000 biển bãi tu tập pháp lành, xây dựng giữ gìn thân mạng dài lâu. Như vậy này thị nam, Như Lai từ khi mới phát tâm đến nay, đối với thân mạng mình cho đến thân người khác, có bao nhiêu phiền não bệnh tật đều dùng nước trong sạch thiền định để tắm rửa, dùng pháp bảo đại từ đại bi đưa trên đỉnh đầu, mặc áo hổ thẹn. Như Lai ở mười phương dùng năng lực của trí tuệ thiền định, năng lực tinh tấn lớn, dùng vô lượng phương tiện định ý được quán sát, nên diệt trừ tất cả phiền não, hoạn nạn, lỗi lầm của chúng sinh. Như Phật Thế Tôn đã dạy như vậy, bậc trí tuệ tối thắng, phước đức trang nghiêm, thực đáng làm pháp khí, ba môn giải thoát, vốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng của mười phương Như Lai, tất cả pháp khí trí tuệ đại bi, làm lợi ích, cứu vớt tất cả khổ các muôn loài. Phật là đại thương chủ, độ tất vô lượng còn lại cho chúng sinh để an lạc niết bàn. Nguyện lực của Phật đầy đủ, có thể thành tựu bình đẳng chánh giác pháp vô pháp vương vô thượng. Như vậy đầy đủ phước đức trí tuệ tinh tấn dũng mãnh, quán sát chân thật rõ ràng bốn chân đế, chân đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là Như Lai chuyển pháp luân thứ 10. Có năng lực diệt sạch các phiền não căn bản. Này thị nam, với như chuyện vua chuyển luân thánh dương vào chơi tự tại trong bốn châu thiên hạ, Như Lai cũng vậy, tâm được tự tại trong bốn thiền, tu tập bốn định vô sắc, bốn phạm đường, đầy đủ bốn biện tài, quán đúng bốn đế, bốn vô sở ý, mười lực 18 pháp bất cộng, ở trong nhất thiết trí được diệu lực tự tại. Này thị nam, ví như vua chuyển luân thánh vương đầy đủ bảy báu, Như Lai cũng vậy, đầy đủ bảy giác ý. Này thị nam, vua chuyển luân thánh vương đầy đủ ngàn con, Như Lai cũng có tất cả đại đệ tử thanh văn, Kiều Đằng Như là đệ tử đầu tiên, và Tu Bạc Đà La là vị đệ tử cuối cùng. Đúng là con ta từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, đoạn trừ tất cả phiền não, tu tập tinh tấn dũng mãnh tước phạm đường, giống như bốn thứ binh lực hàng phục các ma oán. Này thì nam, với như vua chủ luân thánh dương cai trị bốn châu thiên hạ có 84.000 biển bãi, đều tùy theo đó mà giảng dạy. Như Lai Thế Tôn cũng có trăm ức Diêm Phù Đề, trăm ức Cùi Gia Đi, Tây Ngưu Hóa Châu, trăm ức Phất Vô Đại, Đông Thắng Thần Châu, trăm ức Quốc Đan Việt, Bắc Câu Lâu, trăm ức Biển, trăm ức Núi Chúa Tu Di, trăm ức Tứ Thiên Vương, cho đến trăm ức Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Thiên, trăm ức Núi Đại Tiếp Phi, trăm ức Núi Tiếp Phi. Đó là quả Phật rộng lớn, vô lượng, Như Lai đều tùy thuận giáo hóa tất cả.
Này thì Nam, đó gọi là Duy Pháp Luân lần thứ 10 của Như Lai. Như Lai thành tựu Duy Pháp Luân như vậy: nếu ở trong đời ác đủ năm thứ ô trượt, tất cả pháp công đức của Phật đều bị mất, sẽ để bày tánh tài cho các bậc trí thức, thì muốn diệt trừ diệt những hoạn nạn mê mờ phủ cánh ba đường ác, cho đến vô minh hắc ám của đời sau, thế gian cùng nhau làm 10 điều ác, tạo năm tội nghịch, khi bán chánh pháp, xa lìa các pháp lành, đắm nhiễm pháp bất thiện, như vậy thành tựu chuyển bát luân thứ 10 của Đức Phật. Đến nơi chỗ an ổn không còn lo sợ, đại thiên cao thắng có thể chuyển bánh xe pháp, tất cả sa môn bạn môn và các ma phạm không thể chuyển được, dẹp trừ tất cả oán địch ngoại đạo, dùng trí tuệ kim cang để cắt đứt phiền não của chúng sinh, khiến chứng được ba thừa không còn thoái chuyển, ở trong bốn chúng có thể gầm lên tiếng gầm của sư tử. Bây giờ Đại Bồ Tát nhìn tất cả đại thanh văn, các chúng trời rồng, dạ xoa cả thất bà, Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, ngạ quỷ, tỳ xá, xà, nhân, phi nhân, tất cả đều tán thán, lành thay, từ hư không tuôn các thứ mưa hoa báu, mưa y phục, mưa hương thơm, đại địa đều chấn động đủ sáu cách. Khi Đức Phật thuyết giảng kinh Thập Luân như vậy, ở trong đại chúng có 84.000 ức trăm ngàn triệu đại Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sinh, lại có vô lượng đại Bồ Tát đạt được đà la ni thiền định nhẫn nhục sâu xa, lại có vô lượng chúng sinh chưa phát tâm bồ đề thế đã phát tâm an trú vào quả vị không thoái chuyển, lúc ấy lại có vô lượng đại chúng đạt được pháp tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, tuần tự tu học chứng quả sa môn. Phẩm năm tướng luân. Bây giờ đại phạm thiên tên là Thiên Tạng, giống gieo trồng căn lành từ lâu, an trú vào địa thứ 10 là Đại Bồ Tát. Hiện ở trong chúng hội, từ chúng hội đứng dậy, sẽ là y phục, cuối phải quỳ sát đất, dùng kệ thưa hỏi Đức Phật. Này con cúi đầu thưa, biển công đức vô lượng, vô biên, nguyện xin Phật cho phép đoạn trừ các nghi hoặc. Ngữ nguyện giữ công đức trong pháp vị tối thượng, chúng sinh đều thích nghe, như vậy đệ nhất nghĩa. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đại Phạm Thiên Tạng, ông cứ tự ý thưa hỏi, Như Lai Thế Tôn sẽ tùy theo lời hỏi để trả lời, khi ông được hoan hỷ chưa từng có. Bây giờ Đại Phạm Thiên Tạng nói, kính vâng Thế Tôn, rồi dùng kệ hỏi. Tu thiền định trí tuệ, an trú không buông lung, vì trú đệ nhất nghĩa mà ở nơi sinh tử, siêng năng tu tụng kinh, vượt qua biển phiền não, thì sẽ chứng bất thoái hay rơi vào đường ác, luôn dốc sức quyển hóa nhờ định hướng niết bàn, giờ ở trong sinh tử bị rơi vào đường ác. Trí tuệ hàng sắc lợi nương theo 10 luân này, vì ở nơi sinh tử mà thành tựu Phật đạo, tâm ác khó điều phục, phiền não nhiều tán loạn, làm sao được định tâm thiền tụng mà giáo hóa. Đức Phật bảo Đại Phạm Thiên Tạng, lành thay, lành thay, ông đã có đầy đủ các hạnh ở nơi hàng hà sa cả Phật đời quá khứ tu tập ba nghiệp, giữ tâm thiền định, thường sẽ năng tụng kinh, điều hành các việc của tăng chúng, làm Phật pháp hưng thịnh, xây dựng tam bảo, do đường cột lớn là có thể vì vô lượng chúng sinh mà hỏi Như Lai về nghĩa lý này. Nếu hàng thiện nam đứng vào ở lực của luân thọ ký ở chỗ Đức Phật thời quá khứ mà giảng nói, an trú nơi thần tông đó gọi là Như Lai, tạo mọi thành tựu cho chúng sinh, khiến họ chán lìa để diệt trừ bệnh phiền não. Vì muốn làm viên mãn đạo pháp nơi ba thừa, nên từ mười phương cho đến hàng hà sa chư Phật hiện tại cũng giảng thuyết, nương theo oai thần của luân thọ ký nhìn tình tượng chúng sinh, khiến họ chán lìa diệt trừ tất cả phiền não, chứng viên mãn đạo quả ba thừa, an trụ trong chánh pháp. Ông ở đời quá khứ nghe được Đức Phật thuyết giảng, ta cũng như vậy, nương theo oai thần của luân thọ ký muốn thành tựu cho tất cả chúng sinh, nên khiến họ chán lìa diệt trừ các phiền não, chứng được đầy đủ pháp ba thừa. Cho nên Đại Phạm, ông nên lắng nghe kỹ, kéo suy niệm. Đại Phạm Thiên Tạng thưa, kính vâng Đức Thế Tôn. Đức Phật nói, nếu có người nương theo 10 luân bất thiện thì không đạt đầy đủ thiền định ở cõi dục, cũng không thể thành tựu căn lành ở cõi dục, huống nữa là thành tựu tất cả thiền định ở cõi sắc và vô sắc, là cũng không thể thành tựu pháp đối ba thừa và các căn lành khác. Những gì là 10? Có người muốn tu các thiền định nhưng không đủ, có người muốn phá giới, tạo thành pháp ác,
sinh tâm điên đảo, cũng chấp trước các tướng lành, tâm ác khó điều phục, nên không thuận theo thánh hiền. Các căn hết sức thua tháo nên không tạo đủ căn lành tốt đẹp. Chỉ nói hai lưỡi, ưa thích tranh chấp, nói lời thô ác. Thường nói lời nhục mạ, thích nói lời theo dệt dối trá, sinh tâm tham lam. Thế người được lợi ích, tâm nổi ganh ghét. Tất cả chúng sinh có tâm não hại, tại nhiều tài kiến cho là không có nhân quả. Này đại phạm thiên tạng, đầy đủ 10 việc tuy muốn tu thiền định, nhưng không thể thành tựu một chút điều lành ở cõi dục, huống nữa là thành tựu căn lành ở cõi sắc, cõi vô sắc và pháp lành của bá thừa. Lại nữa đại phạm là có 10 việc không thể chứng được thiền định, đó là ưa thích ca hát, ưa thích lời nói, thích ngủ nhiều, mong cầu nhiều, ưa thích sắc đẹp, ưa thích hương hoa, ưa thích mùi vị, ưa thích âm thanh, ưa thích xúc chạm, ưa thích ngắm nhìn. Đại phạm đó là 10 điều không thể chứng đắc thiền định. Giả sử có đạt được liền mất đi, hoàn toàn không thể có. Chỉ dạy lòng tin được đàn việc bố thí, nhưng vì đó mà tâm phát sinh pháp ác. Nếu ở trong chúng có vua sát lợi nhiều tội lỗi, nhục mạ người khác, dùng dao gậy chật tay chân của họ, hoặc vào phạm tội lớn và chịu khổ lâu dài, hoặc bị bệnh khi chất sinh đường và đường ác cho đến địa ngục A Tỳ. Ví như A Lan Ca Lan bắt đầu làm Phật, điều số câu la lê đề bà đạt đa hủy phá những thiền định như vậy nên phải bị đọa vào địa ngục A Tỳ chịu các tội nặng. Bây giờ Đức Phật bảo tôn giả Kiều Trần Như, hôm nay tôi cho phép các tỳ kheo thanh tịnh thọ nhận các thứ tốt nhất như dương nằm, đồ ngồi, đầy đủ thức ăn ngon lạ, có thể trừ tất cả bệnh tật cho chúng sinh. Vì sao? Vì nếu tỳ kheo ngồi thiền không đủ các thời, thì tất cả tâm xấu nổi lên làm tán loạn, chỉ nhớ tới các việc ác, không thể thành tựu thiền định, cho đến ở địa ngục A Tỳ chịu các tội báo. Nếu các duyên đầy đủ, tu tập các thiền định, thì dễ thành tựu. Tâm chuyên nhất đã đạt rồi thì làm cho tăng trưởng. Tất cả pháp bất thiện và tâm tán loạn thì quán sát biết rõ, không làm cho nó sinh khởi, hướng đến Niết Bàn, đến bờ bên kia. Nếu có người ngồi thiền chưa thuần thục, đầu giữa cuối đêm thường siêng năng tu tập, xa lì ồn náo, ít ham thích biết đủ đối với tất cả các sự khởi tâm đoạn trừ, tất cả tham dục sân hận kiêu mạn tự cao, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói dối, những loại như vậy đều được từ bỏ, nên được thọ nhận sự cúng dường cung kính của 100.000 triệu tứ thiên vương và phàm thiên, huống gì là bà la môn sát lợi cư sĩ tỳ xá thủ đà mà không cúng dường. Đức Thế Tôn nói kể: tu thiền diệt các kết nghiệp khác không thể sinh, cho nên thiền thứ nhất người thế nên cúng dường. Bây giờ đại phạm thiên tạng thưa Bà Thế Tôn, nếu có thiền kheo tu thiền định thì hàng sát lợi đại thần có thể dùng hình phạt roi gậy ngói đá chặt đứt thân hình của họ không? Đức Phật nói: này thì nam, những các tỳ kheo xuất gia tu pháp của Phật, cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, tới tất cả hàng triệu người Atula đều nên cúng dường. Nếu giữ gìn giới cấm thì không nên dùng hình phạt nhốt vào ngục, chặt đứt tay chân cho đến giết chết, đều không nên dùng những pháp luật như thế. Vì sao? Vì ngoài các vị đa văn và bậc trì giới ra, còn có những tỳ kheo phá giới ở trong giáo pháp của ta mà xuất gia, tạo các việc khác, việc ác khác nào ung nhọt. Chẳng phải bà la môn mà tự cho là bà la môn, chẳng phải phạm hạnh mà cho là phạm hạnh, việc thoái chuyển quên mất các quả vị chấn đắc của bậc thánh. Vì các phiền não trói buộc phá quá chặt nên bị tổn hại, là các tỳ kheo cao ác phá giới có thể thể hiện giáo hóa cho trời rồng, giả sơ cả tất bà Atula Kalula Khandala Bahula già nhân phi nhân, được vô lượng kho tàng công đức châu báu. Nếu có người theo ta để xuất gia thì chúng sinh phải tạo 10 tướng thù thắng, được vô lượng vô biên phước đức. Những gì là 10? Đó là có các chúng sinh được theo ta xuất gia nên nhớ tưởng niệm Phật, vì giờ tâm thanh tịnh này mà được nhân duyên vui vẻ, không tin tất cả ngoại đạo khác cho đến kinh sách của ngoại đạo. Nếu khi gặp được thì nên suy nghĩ kỹ về giới của thanh văn của thánh. Nhờ nhân duyên này mà đoạn trừ sát sinh, trộm cắp tà dâm nói dối, cho đến không uống rượu, hội nhập thành Niết Bàn.
là thấy có người theo ta xuất gia nên khởi tâm bố thí. Vì nhân duyên này, ở đời vị lai được giàu có vô cùng, khéo đi khéo hướng tới, vô cúng dường tối tháng nên thường được cung cấp đầy đủ, cho đến vào thành niết bàn không lo sợ. Lại thấy có người theo ta xuất gia tu pháp của Phật dịu dàng chân thật, thường thực hành nhẫn nhục mà không sinh vội vàng, tâm không cuồng loạn, ưa thích chánh pháp, thường thích nơi chốn vắng lặng, cho đến muốn nhập vào thành niết bàn dứt mọi sợ hãi. Nếu có chúng sinh phá giới làm những việc vi pháp, oan nghi tồi tệ, thấy người như vậy nên nói nhỏ nhẹ đầy đủ lễ nghi, cho nhân duyên ấy người đó đời sau sinh vào nhà giàu sang, có uy lực lớn, thường được tất cả mọi người chiêm ngưỡng, cho đến nhập vào thành niết bàn. Này đại phạm thiên tạng, nếu theo pháp ta xuất gia thực hành việc ác, tỳ kheo như vậy là mù tối không thấy. Đây không phải sa môn mà tự xưng là sa môn, không phải là phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, bị chìm đắm đọa lạc các phiền não làm hại. Tỳ kheo tu hành pháp ác như thế còn có thể khai thị giáo hóa cho tất cả hàng triệu đồng, giải xoa cả thất bại. Atula, Kalola, Khẩn La La, Mahula Già, Nhân Phi Nhân đều được tất cả kho tàng công đức pháp thiện, làm người bạn lành. Tuy không ít muốn biết đủ, nhưng cả mọi đầu tóc, mặc áo ca sa, do nhân duyên này có thể làm tăng trưởng căn lành cho chúng sinh ở trong hàng trời người, mà khai thị giáo hóa biệt lành. Cho nên tỳ kheo theo ta xuất gia, nếu trì giới hay phá giới, ta đều không cho phép. Vua Chủ Luân Thánh Dương, đại thần thể tướng không được dùng hình phạt giam cầm, cắt bỏ tay chân, cho đến đoạn mạng. Huống nữa là tỳ kheo phạm nhẹ tội phá giới thiếu oai nghi, tuy người đã chết nhưng năng lực vẫn còn, như bò vàng tới bị chết người vẫn giữ lấy, cũng như xạ hương sau khi chết cũng còn hữu dụng làm đỡ cho tất cả chúng sinh. Tỳ kheo làm ác tuy phạm giới cấm, nhưng năng lực của người ấy còn có thể làm lợi ích cho vô lượng hàng trăm người. Phía giờ có người mua bán dạo trong biển lớn, giết vô lượng chúng sinh, móc lấy mắt của họ rồi dùng trái amana giả nhỏ gấp 5 lần hòa vào nhau thành một thứ thuốc tốt. Nếu có chúng sinh mắt mờ, không có mắt cho đến mù bẩm sinh, thì dùng thuốc báu này bôi lên mắt, các bệnh được lành, đôi mắt trong sáng. Đúng vậy, đúng vậy, nếu các tỳ kheo phá giới cấm, làm các việc ác ở trong pháp Phật, gọi là người đã chết, nhưng cũng có thể làm cho những chúng sinh khác được pháp nhãn trí tuệ thanh tịnh, có thể khiến cho người thấy còn được như vậy, huống nữa là khai thị giáo hóa đầy đủ các pháp. Này đại phạm, phải như đốt hương, thân hương tuy đã hết nhưng mùi thơm vẫn còn, tỳ kheo phá giới cũng là như vậy, từ đó vào đường ác nhưng vẫn làm cho căn lành của chúng sinh tăng trưởng. Tỳ kheo làm ác vì không tin sự tiêu đốt, sau khi qua đời rơi vào ba đường ác còn có thể khiến cho người khác được lợi ích lớn, chỉ đó đạo niết bàn. Do nhân duyên này, tất cả cư sĩ không nên chê bai khinh lờn tỳ kheo phá giới, đều được giữ gìn tôn trọng cúng dường, không cho phép dùng hình phạt nhốt giam thân họ cho đến giết mạng sống. Chúng tăng bốn phương nên đến thời Bồ Tát tự tứ cho phép đuổi đi, không cùng làm tác pháp yết ma. Những vật ăn uống, chỗ ngồi của tăng, chúng trong ba đời đều không thể dùng, nhưng đều không cho phép các vua đại thần dùng hình phạt roi gậy giam nhốt cho đến giết mạng sống của họ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: ngắm hoa cúc tuy héo hơn hẳn các hoa khác, các tỳ kheo phá giới cũng hơn hẳn ngoại đạo. Lại nữa, này đại phạm thiên tạng, có năm thứ tội nghịch là tội ác nhất, những gì là năm? Đó là vì có tâm muốn giết hại cha mẹ, a la hán phá hoại sự hợp của chúng thanh văn, cho đến với tâm ác làm thân Phật chảy máu, như vậy gọi là năm tội nghịch. Nếu người làm năm tội nghịch, nếu người cứ tạm mỗi một tội nghịch thì không được xuất gia thời giới cổ túc, tức là phạm trọng tội phải đuổi đi. Nếu đã rõ đã có các oai nghi của người xuất gia thì không nên dùng hình phạt roi gậy cho đến giam nhốt. Là có bốn tội nặng giống như tội nghịch phạm vào tội căn bản. Thế nào là bốn?
giết với chư Phật và là phạm căn bản của tội sát sinh. Làm ô nhiễm A-la-hán và tỳ kheo đây gọi là phạm căn bản của tội tà dâm. Nếu có người đem tài vật cúng dường cho Phật Pháp Tăng mà tự ý lấy vật ấy sử dụng, gọi là phạm căn bản của tội trộm cắp. Nếu có nhiều nhận thức sai lầm phá hoại tỳ kheo tăng, gọi là phạm căn bản của tội phá tăng. Nếu có người ở trong bốn tội căn bản mà phạm mới một tội thì đều không cho phép xuất gia trong pháp của Phật. Giả sử đã xuất gia rồi cũng không được thọ giới của túc. Nếu đã lãnh thọ giới của túc liền đuổi khỏi tăng chúng. Nhờ đã xuất gia do phép tắc oai nghi thì không nên dùng roi gậy không cùng để giết mạng sống. Như vậy đều phạm căn bản của tội, chẳng phải tội nghịch. Có tội căn bản gọi là tội nghịch, còn có tội nghịch chẳng phải là tội căn bản. Có tội chẳng phải tội căn bản cũng chẳng phải là tội nghịch. Thế nào là tội nghịch cũng là tội căn bản. Nếu có người xuất gia lãnh thọ giới của túc, thấy được đạo đế mà đoạn trừ mạng căn của họ, gọi là tội nghịch cũng gọi là tội căn bản. Chúng sinh như vậy ở trong giới luật của ta nên đuổi đi. Thế nào là tội căn bản mà chẳng phải là tội nghịch? Nếu có người ở trong pháp của ta xuất gia, chúng sinh phàm phu như vậy làm hại mạng người, hoặc dùng thuốc độc, hoặc phá hoặc hoại thai người, gọi là tội căn bản chẳng phải là tội nghịch. Nếu có các vật ăn uống nằm ngồi của tăng bốn phương thì đều không được cùng nhau hưởng lợi dưỡng. Nếu có chúng sinh đối với Phật Pháp Tăng sinh tâm nghi ngờ, xuất gia ở trong ấy tự nói, còn có thể tu, hoặc ở trong các loại tướng tốt mà sinh tâm nghi ngờ, là có người ở trong pháp thuyết giảng của Như Lai mà sinh tâm do dự, đối với hàng thành văn bích chư Phật cho đến đại thừa, trong đó phỉ báng tội của họ, thấy người khác độc tụng mà làm cản trở cho đến một bài kệ, đây chẳng phải là tội căn bản cũng chẳng phải là tội nghịch, gọi là rất ác, gần với tội nghịch. Chúng sinh như vậy nếu không sám hối để trừ tội căn bản, hoàn toàn không cho xuất gia trong pháp của Phật. Giả sử đã xuất gia từ giới của túc mà không sám hối lỗi lầm thì cũng đuổi ra khỏi chúng. Vì sao? Vì không tin chánh pháp, hủy bán ba thừa, phá hoại mất chánh pháp, muốn diệt chánh pháp, đoạn bớt ba ngôi báu, làm giảm bớt hàng trời người, không được lợi ích rơi vào ba đường ác. Hai loại người này gọi là hủy bán pháp, chánh pháp. Chư ba thánh hiền chịu sống lâu ở địa ngục đã chịu các nghiệp gọi là tội căn bản của giới trọng. Thế nào là phạm tội căn bản không có hoài nghi? Nó có thì kheo phạm giới dâm là tội căn bản. Nếu giết người phạm phu thì phạm tội căn bản. Đoạn trừ ba ngôi báu, vật không cho mà lấy là phạm tội căn bản. Lời nói lừa dối là phạm tội căn bản. Ở trong bốn tội căn bản này, nếu phạm một tội thì các tỳ kheo khi làm các tác pháp yết ma không cho tham dự. Những tài vật như thức ăn uống, đồ ngồi nằm của tăng bốn phương đều không thọ dụng. Nhưng vua đại thần các quan không nên dùng hình phạt roi gậy giam cầm để đoạn dứt mạng sống. Đó gọi là thể tánh tướng của tội căn bản. Thế nào gọi là căn bản nơi tội trọng? Nếu người thực hành như vậy sau khi qua đời rơi vào ba đường ác, làm như vậy là căn bản của đại ác, cho nên gọi là tội căn bản. Vì như viên sắt nặng tôi ném lên không trung, nhưng tức khắc rơi trên mặt đất. Năm tội nghịch như thế phải vào bốn giới trọng và hai hạng chúng sinh hủy hoại chánh pháp, phỉ báng chánh pháp. Như vậy có 11 loại tội. Nếu có người phạm mỗi một tội sau khi qua đời đều rơi vào địa ngục A Tỳ, cho nên làm tội nghịch thì phạm vào trọng tội căn bản, đều không cho phép độ người khác xuất gia. Những người phạm tội nghịch như vậy, trong thân họ không diệt được các phiền não trói buộc, để thành tựu thiền định, khu nữa là có thể vượt thoát và chứng được Bồ Tát.
Sau khi mạng chung, chắc chắn rơi vào địa ngục chịu các khổ của đường ác. Nếu có thì nam thì nữ nào, nhờ lòng tín hiểu sâu xa quy y pháp của Phật, hướng đến quả vị thành văn bích chư Phật và Đại Thừa, ở trong pháp của ta mà được xuất gia, lãnh đọa giới cụ túc, có nhiều lòng tin, nhận định bốn trọng tội căn bản, thường xa na tinh tấn dụng mạnh không ngừng nghỉ. Luôn luôn ủng hộ nhân phi nhân, hoàn toàn xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của hàng triệu người. Ở trong ba thừa, tùy thời được an lạc, vì sao? Vì chỉ cầu giải thoát cho đến khi xả bỏ thân mạng, cũng không phạm giới, vì sao? Ba loài chúng sinh này đều cầu Niết Bàn, tu tập nhân đó, quy y Thế Tôn. Nương theo kinh Phật, dựa vào đệ tử chân chánh của Thanh Văn, nếu có chúng sinh phạm vào bốn giới trọng, chẳng phải là đệ tử của Phật. Ta đã thì giáo hóa pháp tướng sâu xa, tất cả là vô thường, khổ không, vô ngã. Vì lỡ an lạc của chúng sinh, nên giảng thuyết pháp là đề mục xoa. Chỉ có người đối với kinh luận thiền định mờ mịt, không hiểu rõ phá giới, chìm đắm bị rơi vào ba đường ác. Đó có thiện nam hay thiện nữ ở trong pháp thanh tịnh ba la la mục xoa này mà không phạm tội căn bản. Ta là Thế Tôn của họ, họ là đệ tử của ta. Tùy thuận theo lời dạy của ta mà an trú trong pháp của Phật, tất cả việc làm để được thành tựu giới thân an ổn và các pháp lành, cũng có thể xây dựng lợi ích an lạc lớn cho hàng triệu người. Bạch Thế Tôn, những người như vậy thì đầy đủ tất cả thừa thanh văn của chư Phật cho đến đại thừa đều được khéo an trú. Vì sao? Vì giữ gìn giới căn bản và hết thảy chánh pháp và các pháp hữu lậu vô lậu, tất cả đều nhờ đó mà được thành tựu, nó gọi là giới căn bản. Ví như nhờ đất và tất cả vạn vật trong thứ cỏ thuốc lúa phát triển. Ví như khéo học bốn giới căn bản thì tất cả pháp lành nhờ đó được phát sinh. Ví như đất rộng lớn, tất cả các núi, núi vua tiết gì, núi vua đại tiết gì, núi chúa tu gì, đều đứng dựng trên đó. Cái học bốn pháp căn bản như vậy, thanh văn bích chư Phật cho đến đại thừa, vô thượng, đều nương đó mà an trú. Ví như mặt đất lớn, tất cả vạn vật đều nương vào đó mà sống. Như vậy, người học bốn pháp căn bản này thì tiền định giải thoát, tổng trì cho đến quả vị vô thượng cho đại chánh giác, cũng nhờ đó mà thành tựu. Ví như mặt đất lớn, các vật dơ sạch đều chứa tất cả. Như vậy này, thiền nam, thiền nữ khéo học bốn giới căn bản, trì giới hủy phạm giới là pháp khí, là chẳng phải pháp khí, để được viên mãn đầy đủ. Tự quan sát kỹ, không nói tội lỗi của người, không tự cao, cũng không nhục mạ người khác. Có thể làm tất cả biện pháp thiện, như mặt đất lớn là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh. Như vậy này, thiền nam, thiền nữ, có thể tu tập hoàn toàn bốn giới căn bản. Đối với tất cả sự giảng thuyết kinh luận của Như Lai đều ở thích vui vẻ thọ trì, không sinh các loại tưởng phi pháp, tất cả chúng sinh đều nương vào bốn giới pháp để sinh sống. Bây giờ tôn giả Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục chắp tay thưa Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói như vậy là pháp khí và chẳng phải là pháp khí đều không quả trách, thì ở đời vị lai người ấy thực hành việc ác, tỳ kheo như vậy chẳng phải là sa môn mà làm sa môn, chẳng phải phạm hạnh mà làm phạm hạnh. Hôm nay Như Lai phải nên quả trách tâm hạ người ấy và đuổi ra khỏi chúng. Đức Phật nói, ta đều không chấp nhận người tiếp tục quả trách, là có 10 điều quả trách phi pháp, tức tội bị nặng, những gì là 10. nếu có tăng không hòa hợp đứng trước vua của nước mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp ở trong chúng Bà La Môn mà quả trách, cũng gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp ở trong quyến thuộc của vua mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp đối với hàng cư sĩ mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp trong hàng phụ nữ, trẻ em mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp ở đức vị thanh tăng thanh tịnh mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp ở trong chúng tỳ kheo ni mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp ở đức kẻ oán địch mà quả trách, gọi là phi pháp. Nếu có tăng không hòa hợp vì tâm sân giận mà cùng quả trách, gọi là phi pháp. Có 10 điều phi pháp như vậy không nên quả trách.
Giả sử được cỡ ít tội cũng có nên nhận cỡ tội. Nếu là có quả trách ít mà đúng như lời Phật dạy thì không nên nhận cỡ tội người khác. Là có 10 điều quả trách phi pháp không nên nhận, những gì là 10? Đó là nếu ngoài đạo nếu quả trách cũng không nên nghe lời. Chẳng phải là cư sĩ trì giới mà phạm tội nghịch, chê bai chánh pháp, hủy hoại bậc hiền thánh. Nếu khởi tâm cuồng, tâm tán loạn, vì chư thiên khác bố thí, cho là tịnh nhân của Tăng Bốn Vương. Nếu là tỳ kheo phạm giới này, được cử tội đều không nên nhận. Đó gọi là 10 điều quả trách phi pháp không được thọ nhận. Nếu có tỳ kheo làm các điều ác ở trong tăng chúng, có vị tỳ kheo thanh tịnh đầy đủ an nghi. Đối với các điều phi pháp đều không làm thành tựu năm pháp, cho nên đảnh lễ vị tăng đó. Các tỳ kheo ác nói: hôm nay tôi muốn cử tội ông là thật chứ không hư dối. Khi ấy chẳng phải thời với tâm từ bi hiền hòa mà nói: vì muốn cho chánh pháp của Phật tồn tại lâu dài và hưng thịnh, nhưng tất cả pháp Phật nếu cho phép ta giảng thuyết thì ta sẽ đúng như pháp cử tội ông. Người ấy nếu không cho phép, ta sẽ đảnh lễ tỳ kheo trì giới. Ngồi trên tòa đó mà thưa: thưa đại đức, vị tỳ kheo này phạm những việc như vậy, dựa nơi năm pháp mà cử tội ông ta. Tỳ kheo ngồi trên tòa nên suy nghĩ lời nói này đúng theo kinh, đúng theo luật, nên dùng pháp diệt tránh để trừ diệt. Nếu phạm tội nặng nên dùng pháp trọng để trị. Nếu phạm tội vừa nên dùng pháp vừa để trị. Nếu phạm tội nhẹ thì nên dùng pháp nhẹ để trị, dạy cho họ sám hối lỗi lầm. Tôn giả Ubali thưa Phật: thưa Thế Tôn, nếu tạo các việc ác, tỳ kheo thật có lỗi. Hoặc dựa vào thế lực của cư sĩ, hoặc dựa vào tài vật của người giàu có, hoặc dựa vào học vấn giỏi, hoặc dựa vào những ngôn từ biện bạch, hoặc dựa vào đệ tử. Đó là các thế lực tăng chúng phải cùng nhau hòa hợp, nương vào kinh, nương vào luật, nương vào người có giới đức, không dùng ngôn ngữ mà dùng thế lực. Để làm thế nào? Đức Phật đáp: nên đến cung vua đại thần tại tướng đúng như pháp mà trị tội. Tôn giả Ubali thưa: và Thế Tôn, tỳ kheo làm những điều ác như thế, hoặc thế lực của tài vật, hoặc năng lực của sự hiểu rộng, hoặc năng lực của biện tài, có thể khiến cho vua đại thần trong nước vui vẻ, hoặc có nhiều bè nhóm phi pháp, thì nên bỏ chăng? Phật bảo: này Tôn giả Ubali, nếu những việc chưa hiển bày thì nên bỏ qua, còn những việc đã rõ ràng thì tăng nên nhanh chóng đuổi đi, không nên cùng sống chung. Này Tôn giả Ubali, ví như nhìn thấy lúa tẻ bị gốc cành lá của cỏ vứt làm hại mà đau lòng. Cỏ đó giống với lúa, nếu chưa nhổ đi thì không thể phân biệt. Vứt bỏ đi rồi, ruộng lúa của nông phu sẽ tốt tươi, vì đã trừ bỏ hết cỏ dại. Vì sao? Vì chỉ còn lúa. Này Tôn giả Ubali, tỳ kheo phá giới làm ác như vậy, nếu nương vào năng lực của cư sĩ hoặc đồng tăng chúng, khi lỗi chưa hiện ra thì người không nên chỉ trích. Những việc đã hiện ra rồi, chư thiên liền quả trách, nên nói với tăng chúng không nên che giấu. Nếu có tỳ kheo ác thì chúng tăng nên mau chóng hòa hợp đuổi đi. Này Tôn giả Ubali, với giới biển lớn không dung chứa các thầy chết, như vậy các đệ tử thanh văn của ta nếu dự định phá giới, những người ác này không nên sống chung. Cũng như vậy, nếu có tỳ kheo phá giới được vua xét lỗi với các vị hầu cận làm bè nhóm phi pháp, như vậy tỳ kheo này được nương tựa vào tài vật của người giàu có, hiểu biết rộng, ngôn từ biện luận và những năng lực này, làm tâm họ buông lung ở trong tăng chúng không sợ. Bây giờ tỳ kheo biết hổ thẹn trì giới, tâm nghi ngờ không nên cùng tranh cãi, không nên che chở, không cùng làm bạn. Tỳ kheo trì giới như vậy liền nói: vua và đại thần của nước này nên đến nước khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân quyển 3. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.